Hello các bạn, tôi đang nhờ sự hỗ trợ trực tiếp từ Google để chuyển đổi cái kênh thương hiệu này thành kênh chính thức. Là hồi xưa khi kênh này nó nổi tiếng lên đó thì Tuyun tránh bớt sự phiền não, Tuyun tách nó ra làm kênh thương hiệu để đường link của nó thay đổi, để các bạn khi đăng ký kênh nó không còn nhận được thông báo từ cái kênh chính thức nữa. Bây giờ tôi đưa cái đường link kênh thương hiệu trở về kênh chính thức. Chia sẻ sơ sơ cho các bạn thấy là như vậy không? Mấy chục triệu người xem không? Nhưng mà tôi tách nó ra liền. Nổi tiếng quá là sẽ rất mệt. Các bạn thấy nhiều người mà nổi tiếng nhanh quá khi họ chưa đủ tài năng, chưa đủ trí tuệ thì họ làm gì? Một thời gian sau họ bị vùi dập giống như là cỏ rác vậy. Là kiểu như vậy. Và chơi YouTube đó thì cái lượt view là người ta dùng YouTube Ads để người ta chạy quảng cáo có tương tác. Các bạn coi mấy YouTuber khác nó nhào lắm, nó coi thời gian, một là khoe tiền, khoe của, hai là khoe ăn uống, nói chung là làm mấy cái trò của quỷ thần không à. Còn coi Tuyun là làm những việc của tiên, của Phật, Bồ Tát, những việc thiện lành, những việc có ý nghĩa thật sự cho đời sống của mình. Ok, bây giờ YouTube sẽ hỗ trợ Tuyun này. Trong thời gian đó thì tôi sẽ làm việc tiếp cho tiệm đàng Hoàng Piano. Về website thì đi link rất là quan trọng, đi những cái đường link. Bây giờ tôi chuẩn bị đi một cái đường link cho cái cây đàn Bianica. Bi đàn Bia Nika là đàn gì? Đàn Bia Nika hay còn gọi là đàn organ bỏ túi. Bỏ túi là sao? Đàn organ bỏ túi vì có thể mang đi lại dễ dàng, được thiết kế nhỏ gọn như cây kèn. Nhỏ gọn như cây kèn harmonica. Nhưng thổi ra thì có thêm nút nhấn, bàn phím. Nhưng khi thổi ra thì phải nhấn nút bàn phím. Để tạo tiếng đàn, để tạo tiếng nhạc. Nếu muốn mua đàn Pianica chính hãng, still looking for the answer to your question. Okay, I will wait. Nếu các bạn không phải là đối tác chuyên nghiệp của YouTube thì họ chả bao giờ hỗ trợ các bạn về bất cứ điều gì. Thế nên các bạn thấy đó, cái đẳng cấp là như vậy. YouTuber chùm cuối thì người ta mới được như vậy. Bởi vậy các bạn cứ coi nè, tôi kêu gọi bảo vệ côn đảo nè, đừng có bắt những cái con cá gọi là men cá mó, men cá vẹt á, đang bảo vệ rạn san hô ăn thịt á, trên côn đảo đầy luôn. Các bạn muốn tôi up clip cho coi, từ từ đi rồi tôi up. Và cái bữa tôi đi 2 tháng trước là kêu gọi quá trời mọi người, mà tại tôi tắt bình luận á, nên cuối cùng là
À, cá mó vẫn bị ăn thịt quá trời quá đất mỗi ngày luôn, và nó gây ra là những thảm họa cho môi trường đại dương, bởi vì cá mó chết thì không còn bảo vệ san hô được nữa nha. Làm việc ác với thiên nhiên động vật thì phải quả báo, quả báo là dịch bệnh chẳng hạn. Nếu muốn mua đàn Bianica chính hãng, vui lòng liên hệ cửa hàng nhạc cụ. Hãy đến với cửa. Tôi dạy bơi tiên cá là cho các bạn sức khỏe, còn làm cái về cái cửa hàng nhạc cụ Hoàng Piano chuẩn là cho các bạn về trí tuệ. Trí tuệ đây, thần đàn anh Hoàng. This proper procession may remind what will happen you open negation if that will be permanent delete. I will try to find the answer your question. Có nghĩa là tất cả những cái video trên cái kênh Tune hiện tại là sẽ bị xóa hả? Anh ấy nói là nếu mà chuyển kênh như vậy thì mấy cái tương tác hiện tại trên cái kênh này nó sẽ bị mất đi. Nhưng mà thật sự là khi mà tôi chuyển kênh là tôi đã biết tương tác nó đã mất đi rồi. Tôi chuyển kênh đi lại kênh YouTube này là 4 lần rồi đó. Mới hạn chế được cái tương tác, và tôi đã xóa hết 2 tỷ lượt view video của mình để hạn chế việc gây ảnh hưởng đến What's happened when you move your channel to I got it. Brand account. Ok, tiếp tục làm việc cho Hoàng Pino. Tôi làm việc thông thạo tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Việt. Bạn thấy tôi mà chơi YouTube ai chơi lại trời, nếu tôi mà cứ nói chuyện mà sống kiểu giống như là đạo đức giả như mấy YouTuber nói chuyện tốt lành xong rồi làm hại thiên nhiên động vật, hay là lấy tiền của mấy bạn coi clip mà bắt đầu đi mua sắm đồ chơi ăn xài hưởng thụ cho mình á, tôi không làm gì được mọi người ơi, không làm gì được. Nè, có công ăn việc làm ổn định nữa không? Tôi nó phải giống như mấy YouTuber kia, nó giàu rồi thì nó cần danh nên nó phải khoe của, còn nó chưa giàu thì nó cũng khoe để nó có tiền. Nói chung là các bạn coi một cái con người mà lên trên mạng chỉ biết những trò đó thôi thì vẫn còn trong cảnh giới của quỷ thần đang mê hoặc các bạn làm vào những cái hành động đó là tiêu cực, thì cuộc đời của các bạn hay những người đó đều phải đọa địa ngục. Đọa địa ngục rất là khổ, giống như là lên trên mạng bây giờ lên bingo hay cái gì cứ thấy mấy cô gái cứ phơi bày mấy cái chuyện tà dâm, nhảy múa sexy đồ các kiểu để ơi tội lỗi
mình dùng cái sắc đẹp để mình mê hoặc người khác và mình làm những cái trò lố lăng như vậy. Những cái bạn đó là không có não, không có biết nhân quả, không có sợ cái gì hết. Nên mình cần có chơi nhạc cụ để mình có trí tuệ, mình cần phải có sức khỏe để trí tuệ của mình càng tăng trưởng. Trí tuệ như hải thì sức khỏe vô biên, thì con đường đến những cái điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc đời của bạn ha. Tôi viết tiếp cái này. Rồi hôm nay người ta sẽ xử lý xong cái kênh này, chuyển xong rồi tôi bắt đầu lọc kênh. I try to find the answers. The watching for figurative và panoptical that to Friday. Trời, chuyển một cái kênh cá nhân sang kênh thương hiệu được mà kêu chuyển lại là quá khó luôn với anh luôn ha. Không phải không muốn trả lời câu hỏi của bạn, nhưng mà tôi đang chứng minh rằng đang cố gắng hỗ trợ đó. Nếu bạn muốn, bạn có thể check cái internal team and we'll get back your email. John, tôi rất cảm kích bạn nha. Ok, I will wait in your email. Save your time. Rely me soon. I gotta need to fit my channel and develop my video again. Is a bad email. Ê, quên, nói chuyện kiểu này không được. Ok bạn, giúp mình đi bạn. I pay you. Thank you. Rồi, cảm ơn nha. Chào. Goodbye. Bye bye. I will get you back as soon as possible. Love. Ok, quay lại công việc. Vậy là kênh YouTube tôi chuẩn bị trở lại. Tôi phải lọc hết tất cả 1.000 cái video này cho các bạn. Man, trời ơi, bé rái cá này của Tuyun à, tôi đã xóa rất là 2 tỷ view chỉ vì những cái tổ chức bảo vệ động vật nó kêu Tuyun là hãy xóa đi. Nhưng khi Tuyun xóa đi thì nó tung tin là Tuyun là người buôn bán động vật hoang dã mới ác chứ. Tổ chức như hạch thì trời ơi. Làm mất con đường giải cứu động vật của Tuyun, làm mất thời gian của Tuyun mà tiếp tục bây giờ là tổ chức động vật đã nói xạo với tôi, thú hoang dã vẫn bị bắt bán làm thú cưng ngoài đường và còn bị giết thảm hơn nữa. Khi tôi xóa đi 2 tỷ view thì cả nguyên cái khu rừng ở Cà Mau đã bị san bằng thành khu căn hộ dự án bất động sản luôn, rừng ở Cà Mau mất luôn, nơi sống của rái cá không còn luôn. Đó, thấy chưa các bạn? Tuyun đã sai đúng không? Hay là Tuyun vì các bạn mà phải sai? Tôi chấp nhận cái lỗi sai đó để rồi tôi sửa, nhưng mà tôi đã biết cái hậu quả của những người đó. Tôi dù không tin tưởng nhưng mà tôi vẫn cố gắng đặt lòng tin vào những người như vậy, những người đang làm bảo vệ động vật được mang danh là tốt hơn cả tôi nữa, và những người đang nói là mình là bảo vệ trẻ em, làm clip video cho trẻ em tốt như tôi, nhưng kênh YouTube của họ không thấy em nhỏ nào hết, chỉ toàn thấy họ gieo rắc những tư tưởng độc hại vào trẻ em thôi. Thấy nó ác ghê chưa? Trời ơi trời.